Xin chào các bạn nhá. Chào mừng toàn thể các bạn quay trở lại kênh Đặng Tín Audio nhá. Và tiếp tục của video thì ngày hôm nay em xin thông báo bác luôn là ngày hôm nay tiếp tục dòng mic B3K9900 Plus em về được 15 bộ thôi, cũng không có nhiều nhá. Thực sự là dòng mic này hiện nay rất là hiếm. Đây là dòng mic cực kỳ đẹp. 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc nhá. Hàng cao cấp B3 thiệu Đức nhá. Và nhìn thiết kế của mặt mic này rất là đẹp luôn. Mặt phay nhôm và giá sẽ tiếp tục là giá sốc khoác. Các ủng hộ cho kênh Đặng Tín Audio số 1 like nhá. Nhớ vào ủng hộ like đăng ký kênh cho em nhá. Đằng sau đây sẽ có rắc nguồn này. Rắc 6 ly và hai bên này rắc halon cho anh em làm sự kiện hoặc dùng gia đình. Con này sóng rất là xa và ổn định luôn. Nó nhìn này mặt rất là đẹp. Phải nói mặt con này rất rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng nguyên hộp shop 715 có hai bên hai tay sách à. Đấy, bảo hành 1 năm. Các bác yên tâm là nhận hàng kiểm tra thanh toán không đặt không cầm đặt cọc, không hay giản em Tín luôn, một điều cam kết. Ở đây toàn bộ đây. Tay mic của nó thì các bác yên tâm là không chê điểm gì nhá. Riêng mic B3. Cầm cực kỳ nặng, đầm tay. Cái kim loại và nguồn mic cực kỳ to nhá. Em nhìn nguồn mic này. Nguồn mic cực kỳ to luôn. Đấy. Nguồn mic cực kỳ to, đầy đủ chống năng của bác luôn. Em bao cho bác chất âm con này thì không hay giản em Tín rồi. Các em kiếm một điều, các mua mic B3 của em biết rồi đấy. Rất rất nhiều bác mua bên em rồi biết rồi. Không hay giản em luôn. Và số lượng em không có nhiều, không có nhiều, nhưng bác lưu ý là số lượng dòng mic này bên em không có nhiều. 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc B3 quá đẹp. Phải nói là quá đẹp. Đây em xả đồ tiếng mic cho bác nghe nhá. Bác nghe qua tiếng mic của dòng mic B3 này nhá. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần đi bao lá vàng tôn thờ tình cũ. 6, 7. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần 1, 2. Thuyền sang sông, thuyền tìm ra biển lớn. 6, 7. Lần 1, 2. Mọi người thì mic nó quá hay đúng không? 5, 6, 7. Lần 1, 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Em ơi có phải ngoài trời đã mưa? 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và em xin thông báo luôn với mức giá ngày hôm nay thực sự các bác 1.950.000. Bác nào chốt nhắn tin cho em chốt mic B3, nhắn tin cho em chốt mic B3 1.950.000. Anh em mua ngoài thực sự quá, cái mức giá quá tốt luôn, 1.950.000 thôi. Bác nào chốt nhắn tin em, nhắn tin qua số điện thoại chốt mic B3, cứ nhắn tin qua số điện thoại của nhân viên chốt đơn 1.950.000 mỗi ngày. 1.950.000, em bao ship 715 nhận hàng kiểm tra thanh toán chưa đến 2 triệu bộ này nhá. 1.950.000, bác nào chốt nhắn tin luôn qua số điện thoại em chốt mic B3 cho em, cứ nhắn tin qua số điện thoại chốt mic B3 sẽ có nhân viên chốt đơn của bác bảo hành 1 năm. Anh em mua hàng bên em yên tâm một điều là không phải đặt cọc, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Nếu không hay giản em Tín luôn. Chốt mic B3 1.950.000. Một dòng mic thực sự anh em mình nó quá đẹp. Đây, hai bên hai tay sách rất là đẹp, 1.950.000 thôi. Bác nào có nhu cầu nhanh tay nhắn tin cho em qua số thoại nha. Nhắn tin nhá, anh em cứ nhắn tin thôi. Là sẽ có nhân viên chốt đơn cho bác, sẽ có nhân viên chốt đơn cho bác. 1.950.000. Đấy, số điện thoại em ghi vào bài, cứ nhắn tin là chốt mic B3. Đấy, em xin địa chỉ của bác luôn. 1.950.000, bác nhìn này. Nó quá đẹp nhá, cái dòng mic này. Được chưa? 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc và con này hát rất là nhẹ và bay tiếng. 1.950.000. Bác nào nhu cầu nhanh tay nhắn tin cho em Đặng Tín luôn, nhắn tin cho em qua số điện thoại luôn. Đấy, ghi là chốt mic B3. Đấy, có yên tâm là mua hàng bên em không phải cọc rồi, cứ nhận hàng. Đây, kiểm tra nếu không đúng như video này, các bác thì giả lại em luôn, không mất một đồng nào cả. Đấy là một cái sự uy tín của bên em bán cho các bác, nên có yên tâm một điều là như vậy. Còn mic này em cam kết một điều là cực kỳ hay, rất nhẹ, rất bay, hàng thiệu Đức rồi. B3 thì không phải ngại lẫm đi rồi, bảo hành 1 năm luôn. Đấy, sóng rất là xa, ổn định, tiếng hát nhẹ bay. 1.950.000. Rồi, và mọi chi tiết mua hàng hãy nhắn tin hoặc liên hệ qua số điện thoại em nhé, 0916 957888 nhé. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.